Phái Bộ gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban được thành lập vào năm 1978 với mục tiêu đảm bảo ổn định và hòa bình ở khu vực biên giới phía nam Liban. UNIFIL được giao một loạt nhiệm vụ từ việc giám sát lực lượng phòng vệ Israel IDF rút lui khỏi Liban vào năm 2006 đến việc hỗ trợ quân đội Liban đảm bảo khu vực phi quân sự ở miền nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ này ngày càng trở nên khó khăn khi trụ sở và các vị trí của UNIFIL nhiều lần bị tập kích trong những ngày qua. Hôm ngày 9 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã cố tình bắn và vô hiệu hóa một số camera giám sát của UNIFIL tại một căn cứ của Liên hợp quốc ở làng Labone, biên giới Liban. Ngày 10 tháng 10, hai nhân viên của UNIFIL đã bị thương sau khi xe tăng Israel bắn và đâm vào một tháp canh trong trụ sở chính của UNIFIL. Ngày 11 tháng 10, binh sĩ israel một lần nữa nổ súng vào một đài quan sát tại trụ sở của unifin ở khu vực nakura phía nam liban giáp biên giới israel vụ tấn công khiến hai binh sĩ của unifin bị thương chỉ vài giờ sau một binh sĩ khác của lực lượng gìn giữ hòa bình đã bị bắn khi thực hiện nhiệm vụ ở nakura thậm chí unifin cho biết quân đội israel còn bắn chúng lối vào bong ke nơi quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình trú ẩn làm hư hại các phương tiện và hệ thống liên lạc một phương tiện bay không người lái Israel bay vào trụ sở của Unifin tới lối vào kè. Gần đây nhất, vào hôm qua, một xe tăng Israel đã bắn vào tháp canh của Unifin gần làng Kafakela, miền nam Liban, đánh dấu diễn biến mới trong quan hệ căng thẳng giữa Israel và Liên Hợp Quốc. Unifin đã gọi những vi phạm này là gây sốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cuộc đột kích vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh, khẳng định Unifin và các cơ sở của lực lượng này không bao giờ được phép là mục tiêu tấn công. Trong khi đó, Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah ở Liban hoạt động ở những khu vực gần các vị trí của UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban đang gặp nguy hiểm, đồng thời kêu gọi binh sĩ gìn giữ hòa bình rời vị trí đóng quân ngay lập tức. Israel đã nhiều lần yêu cầu UNIFIL tránh xa nguy hiểm. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ tạm rời khỏi khu vực chiến sự nằm gần biên giới của Israel với Liban. Lực lượng Hezbollah ở Liban đã sử dụng các cơ sở và vị trí của UNIFIL làm vỏ bọc trong khi tấn công các thành phố và cộng đồng của Israel. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc khẳng định các nhân viên gìn giữ hòa bình sẽ tiếp tục đóng quân tại các vị trí ở Liban, bất chấp yêu cầu di rời của Israel chúng tôi nhắc nhở lực lượng phòng vệ israel và tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ của họ trong việc bảo đảm an toàn an ninh cho nhân viên và tài sản của liên hợp quốc cũng như tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở của liên hợp quốc mọi lúc mọi nơi lực lượng gìn giữ hòa bình unifin hiện diện ở miền nam liban để hỗ trợ khôi phục sự ổn định theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Mặc dù UNIFIL là một phái bộ gìn giữ hòa bình, nhưng lực lượng này có thể sử dụng vũ lực trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả tự vệ, để bảo vệ thường dân trước mối đe dọa bạo lực sắp xảy ra và bảo vệ các cơ sở, thiết bị của Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của UNIFIL được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia hạn hàng năm theo yêu cầu của Liban. Hội đồng Bảo an gần đây đã gia hạn nhiệm vụ cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. UNIFIL hiện bao gồm hơn 10.000 nhân viên đến từ 50 quốc gia, đóng quân tại nhiều căn cứ giải rác dọc biên giới Israel liban Bạo lực nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã làm dấy lên sự phẫn nộ và làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Các quan điểm cho rằng việc một quốc gia thành viên Liên hợp quốc tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này là chưa từng có và không thể chấp nhận được. 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí yêu cầu Israel ngừng tấn công UNIFIL. Nhiều nước châu Âu đang tham gia vào nhiệm vụ ở Liban. Công việc của họ rất quan trọng, việc tấn công lực lượng liên hợp quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng đã bày tỏ quan ngại về diễn biến mới này, trong đó kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và không để tình hình thêm phức tạp. Mỹ, đồng minh của Israel kêu gọi Israel hợp tác với Liên hợp quốc để tiến hành điều tra toàn diện nhằm xác định chính xác nguyên nhân của sự việc, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Nam Liban bị Israel tấn công kể từ khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng phòng vệ Israel IDF và Hezbollah nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, tính chất và quy mô của vụ việc có nhiều khác biệt với loạt vụ tấn công gần đây nhất nhằm vào Unifil, các nhà phân tích cho rằng hành động của Israel không phải là ngẫu nhiên mà là lựa chọn có chủ ý của Tel Aviv nhằm đạt được những lợi ích chính trị và quân sự cụ thể. Tiến sĩ Valeria Janota, nhà phân tích chính trị người Italia nhận định với hãng thông tấn Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ rằng cuộc tấn công của Israel vào Unifil không phải là tai nạn. Trong nhiều tuần trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo ý định tiến hành các cuộc xâm nhập vào Liban và yêu cầu Unifin di chuyển khỏi các tiền đồn dọc khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, Liên hợp quốc từ chối yêu cầu này, khẳng định rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và tránh leo thang căng thẳng giữa hai bên. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Valeria Janota cho rằng các cuộc tấn công của Israel dường như có tính toán trước và được xem như một thông điệp cảnh báo tới Unifin, đặc biệt là các lực lượng quốc tế đang hiện diện ở khu vực việc tấn công vào căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình là một dấu hiệu cho thấy Israel không hài lòng với sự can thiệp của Liên Hợp Quốc và muốn tăng cường quyền kiểm soát tại các khu vực chiến lược gần biên giới với Liban. Chúng tôi không chiến đấu với người dân Liban. Chúng tôi đang chiến đấu với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã đến lúc Liên Hợp Quốc đưa UNIFIL ra khỏi các thành trì của Hezbollah và ra khỏi khu vực chiến sự. Việc Liên Hợp Quốc từ chối sơ tán lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban khiến họ trở thành con tin trong tay Hezbollah. Việc Israel tấn công UNIFIL có thể được lý giải như một phần trong chiến lược của nước này nhằm đạt được những mục tiêu chính trị và quân sự lớn hơn. Israel từ lâu đã xem các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là UNIFIL, như một trở ngại trong việc thực hiện các hoạt động quân sự tại khu vực. Chính phủ Israel dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Benjamin Netanyahu không che giấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường sự kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ giáp danh với Liban và Palestine. Bên cạnh đó, Israel cũng thể hiện thái độ không hài lòng với Liên hợp quốc, biểu hiện qua việc thường xuyên chỉ trích và yêu cầu đóng cửa các tổ chức liên quan như cơ quan cứu trợ và hỗ trợ người tị nạn Palestine, UNRWA. Những hành động này cho thấy Israel coi sự hiện diện của các tổ chức quốc tế là một yếu tố cản trở khả năng thực hiện các kế hoạch quân sự của mình. Các hoạt động của Cơ quan Cứu trợ và Hỗ trợ Người Tị nạn Palestine UNRWA là một phần không thể thiếu trong phản ứng nhân đạo quốc tế, không thể cô lập một cơ quan của Liên Hợp Quốc khỏi các cơ quan khác. Trước những rủi ro nghiêm trọng mà lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban đang phải đối mặt, Liên Hợp Quốc đã cắt giảm 25% lực lượng tại các vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài ra, 300 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở các vị trí tiền tuyến đã được tạm thời điều chuyển đến các căn cứ lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, bất kỳ cuộc tấn công có chú ý nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều cần phải chấm dứt vì nó vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặt khác, hành động bạo lực của Israel nhằm vào UNIFIL còn có nguy cơ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm đối với hoạt động của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở nhiều nơi trên thế giới trong tương lai. Loạt vụ tấn công mới nhất nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Liên Hợp Quốc căng thẳng suốt hàng chục năm qua và đặc biệt xấu đi kể từ khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Trong một động thái chưa từng có, Bộ Ngoại giao Israel hồi đầu tháng này thậm chí còn ngạo mạn cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhập cảnh với tuyên bố người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này là nhân vật không được hoan nghênh ở Israel. Bất chấp sự phản đối của hàng trăm quốc gia cho thấy quan hệ giữa hai bên đã chạm đáy lịch sử. Hôm ngày 2 tháng 10, ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres không được chào đón tại Israel, đồng thời cáo buộc Tổng thư ký ủng hộ các lực lượng Hamas, Hezbollah và Houthi do Iran hậu thuẫn. Phản ứng trước động thái của Israel, trong một lá thư chung, hơn 100 nước thành viên Liên hợp quốc nhấn mạnh sự ủng hộ và tin tưởng hoàn toàn vào Tổng thư ký Guterres và công việc của ông. Các nước này cho rằng quyết định của Bộ Ngoại giao Israel về việc cấm ông Guterres nhập cảnh Israel đã gây tổn hại đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và có thể làm chậm trễ hơn nữa những nỗ lực chấm dứt thù địch ở khu vực Trung Đông. Theo chính trị gia người Palestine Mutafa Banguti, đây chỉ là một trong số nhiều diễn biến căng thẳng giữa Israel với Tổng Thư ký Guterres nói riêng và Liên Hợp Quốc nói chung những năm qua, cho thấy sự ngạo mạn và hành động liều lĩnh của nhà nước Do Thái dường như không có giới hạn. Hồi năm ngoái, Tổng thư ký Guterres đã khiến Israel phản ứng gay gắt khi ông nói rằng cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 không tự nhiên mà xảy ra và đã nhiều lần lên án quân đội Israel giết hại dân thường ở Gaza. Có chung quan điểm, ông Chita Pasi, phó chủ tịch điều hành tại Viện Quản lý Nhà nước Quincy, có trụ sở tại Washington, Mỹ, bày tỏ lo ngại. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel có thể khiến Tel Aviv bị cô lập hơn nữa trên trường quốc tế. Về phía Israel, Tenn Avid cho rằng Liên hợp quốc đã trở thành công cụ của một số quốc gia thành viên bất bình với Israel vì nước này kiểm soát các vùng lãnh thổ của người Palestine. Khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng 9, Thủ tướng Netanyahu thậm chí đã mô tả cơ quan này là nơi tràn ngập bài do thái. Không một cuộc xung đột hay cuộc khủng hoảng nào mà Liên hợp quốc phải ra nhiều nghị quyết như với Israel và các vùng lãnh thổ Palestine. Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ UN Watch. Đại hội đồng Liên hợp quốc trong giai đoạn 2015-2022 đã thông qua 140 nghị quyết chỉ trích Israel xây dựng khu định cư và sáp nhập Cao nguyên Golan. Trong năm 2023, đại hội đồng cũng thông qua 15 nghị quyết lên án Israel, gấp đôi số nghị quyết về các vấn đề khác. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, điểm nóng Trung Đông cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí có nguy cơ lan rộng và kéo thêm nhiều bên tham gia đã đến lúc các bên liên quan và cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hợp tác thiết thực hơn nữa bằng các cam kết có ý nghĩa và bền vững để nhanh chóng chấm dứt bạo lực, tìm kiếm giải pháp ngoại giao hiệu quả hơn. Điều này dù sẽ cần rất nhiều thời gian và thiện trí, nhưng hoàn toàn đáng để tất cả các bên cùng nỗ lực vì một vùng đất Trung Đông hòa bình và ổn định. Bản tin nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.